Đây chính là một ngôi nhà của một vị khán giả thường xuyên theo dõi chương trình Nhà Ép. Em là chủ nhà ở đây thì tuần nào em cũng sẽ rủ bạn bè về đây chơi. Của Nhà Ép đã quay trở lại với chương trình của anh em chúng tôi, Hòa Rosy và anh Tiến Duy. Tuần này đang có mặt tại Ba Vì và công trình của chúng ta ngay phía sau lưng anh em chúng tôi đây. Rất là đặc biệt, công trình của chúng ta có diện tích lên đến gần 1.000m², riêng diện tích xây dựng đã là 500m² rồi. Và còn gì thú vị hơn thì mời anh Tiến Duy có thể chia sẻ ạ. Ngôi nhà ngày hôm nay thì có rất nhiều điều thú vị mà mình muốn chia sẻ tới mọi người. Điều đặc biệt đầu tiên đó chính là phần diện tích thì Hòa cũng có vừa chia sẻ tới quý vị rồi đúng không ạ? Và điều đặc biệt thứ hai thì đây chính là một ngôi nhà của một vị khán giả thường xuyên theo dõi chương trình Nhà Ép. Và anh ấy cũng có chia sẻ là anh cũng có tham khảo rất nhiều ý tưởng qua những video của Nhà Ép để áp dụng vào ngôi nhà của mình. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm những thiết kế của ngôi nhà này nhé. Xin mời. Và như mọi người có thể quan sát thấy thì công trình ngày hôm nay của chúng ta có 3 tầng nổi và không có tầng hầm nào cả. Và công trình này thì nằm ở trên một mảnh đất có thế đất dốc xuống như thế này. Do vậy thì tầng 1 của ngôi nhà gia chủ có thiết kế phòng karaoke và có một phòng vệ sinh ở ngay bên cạnh. Không biết là ở trên tầng 2 thì có gì hay không Hòa? Có rất là nhiều điều hay ho và thú vị ở khu vực tầng 2. Mời quý vị khán giả đi theo Hòa. Ngoại hình ngôi nhà của chúng ta được bao bọc bởi rất là nhiều cây xanh và đúng là nhà rộng lớn có khác. Khu vực sân vườn cũng rất là to và đây thì Hòa thấy là có một bể bơi này. Buổi sáng hay là chiều muộn thì các thành viên ở trong gia đình có thể ra đây bơi lội rất là hợp lý. Bên cạnh đó thì ở khu vực bên này là khu vực để xe. Có thể để được khoảng 2 xe và có cả mái che nữa, chúng ta sẽ không sợ nắng mưa. Chủ nhà cũng rất là chu đáo khi mà đặt một khu vực tắm trắng ở bên ngoài. Thì việc mà tắm trắng ở bên ngoài như thế này sẽ không ảnh hưởng đến vệ sinh của ngôi nhà. Khi mà Hòa đến đây thì cái ngôi nhà này làm cho Hòa cảm thấy rất là bồi hồi. Vì thật sự đây là một ước mơ nho nhỏ của Hòa về sau này khi mà mình làm ăn khấm khá. Có một ngôi nhà thứ hai gần với khu vực mà mình làm việc để bố mẹ có thể dưỡng già và mình cũng có thể tiện chăm sóc. Thì cuối tuần ấy, chúng ta có thể dẫn con cái về đây vui chơi và hướng về gia đình thì đây sẽ là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Còn bây giờ khu vực bên trong có gì? Mời quý vị khán giả theo chân Hòa nhé. Nào, mời mọi người và Hòa vào nhà. Không biết là Hòa thấy sao với không gian trong nhà như thế này? Vừa đi vào trong khu vực phòng khách thì Hòa phải nói là ôi mát quá. Phải nói là anh em khi mà xem chương trình của Nhà Ép thì nghĩ là anh em chúng tôi sướng. Nhưng đúng là làm review nhà, nhất là đứng ở khu vực ngoài trời rất là nóng. Và nhất mùa hè như này, miền Bắc khá là oi bức đúng không? Cho nên là không gian ở bên ngoài có rộng, có đẹp đến mấy thì cũng xin thưa là không thoải mái bằng không gian ở trong nhà, bởi vì trong nhà có máy lạnh. Và ở cái nơi mà chúng ta đang đứng đó chính là phòng khách của ngôi nhà ngày hôm nay. Phòng khách thì như mọi người thấy được thiết kế thông tầng. Ở phía trên có một bộ đèn chùm thả từ trên cao xuống rất đẹp. Phía dưới thì có một bộ sofa đấy để cả gia đình có thể ngồi đây xem tivi, nghe nhạc cùng nhau. Và ở ngay phía đối diện của phòng khách đó chính là những khu vực bàn ăn và bếp. Thì Hòa thấy sao với thiết kế này? Em thấy là thiết kế từ khu vực phòng khách đến phòng bếp thì không có vách ngăn, tạo ra rất là nhiều sự thoải mái và thông thoáng. Đặc biệt hơn nữa là điểm nhấn ở đây là gia chủ đặt rất là nhiều ô cửa kính lớn tứ phía. Thế ra anh em mình đứng ở khu vực nào cũng có thể nhìn ra phía bên ngoài, ra phía bên ngoài được. Và đặc biệt là ở khu vực bếp như thế này thì em thấy có một chiếc đảo bếp nữa. Em rất là thích những cái khu vực bếp có đảo bếp mà khi mà em nấu ăn ấy thì chồng có thể ngồi ở đây để quan sát hay là ngồi chuyện trò cùng thì rất là hợp lý. Tức là cứ mỗi khi em nấu ăn là chồng em sẽ phải ngồi đây để trông em, để mà nói chuyện cùng em gì. Đấy cũng là một tiêu chí chọn chồng của Hòa đúng không? Anh dạ em vâng. Xem chương trình Nhà Ép ngày hôm nay lưu ý nhá, ai mà có ý định làm chồng của Hòa là phải chiều nào cũng phải ngồi đây nhìn Hòa nấu ăn và nói chuyện với Hòa nhá. Rồi ok, phía đối diện bếp thì sẽ là bàn ăn. Khu bàn ăn này thì có khoảng 8 ghế đủ cho 8 người. Tức là gì? Tức là gia đình về đây cuối tuần rủ thêm cả bạn bè về nữa vẫn đủ chỗ. Và nếu như mà rủ đông người quá không đủ chỗ ở trong này thì ở ngoài sân chúng ta vẫn sẽ có thêm khu vực bàn ăn ngoài trời nữa. Đây. Đấy, mọi người thấy không? Ở phía bên ngoài này chúng ta có một khu vực bàn ăn ngoài trời có mái che đàng hoàng.
Và cái khu vực này thì nó rộng vô cùng luôn, mọi người ngồi thoải mái ở ngoài này. Chưa hết nhá, ở phía bên này chúng ta còn có thêm một bếp nướng barbecue này. Ngay bên cạnh thì có cả bồn rửa nữa. Full option, không thiếu thứ gì cả. Em mà là chủ nhà ở đây thì tuần nào em cũng sẽ rủ bạn bè về đây chơi. Anh thấy không, chiều đến ấy, anh em bạn bè chị em thì có thể đứng ở khu vực kia để rửa đồ ăn này, hay là nướng thịt này. Đấy, các anh em thì có thể đi bơi, trẻ con có thể vui chơi ở khu vực sân vườn. Và đặc biệt là buổi chiều mát ấy, ngồi đây uống rượu nhâm nhi bật nhạc thì vô cùng hợp lý. Chúng ta còn có thêm một cái tầm view rất là thoáng mát ngay ở phía trước mặt. Nếu như mà có cá nữa thì thi thoảng xuống câu cá thì quá hợp lý. Đúng rồi, nói chung là viễn cảnh tươi đẹp nhỉ. Nhưng mà không biết là đến lúc mà Hòa có một ngôi nhà như này thì bọn anh có được mời đến đây không? Còn tùy anh như nào nữa. Chứ biết là mình có được mời hay không cơ. Còn tùy anh như nào nữa. Đấy, thấy chưa? Còn tùy anh như nào nữa. Tùy anh sống như nào nữa. Nghe vẻ hơi khó đúng không mọi người? Nhưng không biết là ở cái cầu thang đi lên này sẽ dẫn chúng ta tới không gian nào nhỉ? Lên thử nhá. Xin mời. Ở dưới khu vực bàn ăn thì view đã rất là đẹp rồi, nhưng mà lên tầng 2 thì view còn đẹp hơn nữa mọi người ạ. Khi đứng ở đây thì chúng ta có thể ngồi nhâm nhi một vài ly trà cũng được, yên tĩnh hơn ở dưới khu vực tầng 1. Ừ, và đó. Ở chỗ này anh nghĩ là cái chỗ để mà ngồi hút thuốc này, bởi vì ở trong là bàn bia. Đấy. Em vào xem đi. Đấy cũng là ý kiến lúc nãy mà em đang định nói. Bởi vì khi mà anh em xuống đây chơi ý, ngoài việc mà tắm ra thì anh em có thể chơi bia cùng với nhau vào khoảng thời gian buổi tối nữa, rất là hợp lý. Tầm view ở đây cũng khá là đẹp. Gia chủ rất chu đáo khi mà chuẩn bị thêm một vài chiếc bàn, chúng ta ngồi ở đây và nhìn ngắm ra khu vực ở bên ngoài thì rất là chill luôn. Còn không gian phòng ngủ của ngôi nhà này như thế nào thì mời quý vị khán giả cùng Hòa, anh Tiến Di khám phá thêm nhé. Cầu thang khung thép đi chắc chắn phết anh nhỉ? Đúng rồi, cầu thang thì khung thép, bậc cầu thang là bằng gỗ này. Và phần lan can cầu thang thì cũng được sử dụng kính. Nó rất hợp với cả phong cách thiết kế hiện đại của ngôi nhà này. Và ở phía cầu thang ấy thì mọi người thấy là ngay bên cạnh có một cái tấm kính rất là lớn. Do vậy thì cầu thang nào cũng đầy đủ ánh sáng. Đầy đủ mình ánh sáng. Di chuyển thì không phải bật đèn, đúng không ạ? Còn ở phía bên này thì mọi người sẽ thấy là tận gốc của bộ đèn chùm khi nãy chúng ta đứng ở dưới phòng khách nhìn lên ấy, thấy rất là đẹp đúng không ạ? Thả từ trên này xuống. Đó. Ở trên tầng 3 thì chúng ta sẽ có khá nhiều phòng ngủ và phòng làm việc. Thì bây giờ mình sẽ cùng xem qua phòng ngủ master đầu tiên nha. Ở ngay bên này. Wow. Phòng này đẹp đấy. Phòng này Hòa thì sao nào? Phòng này em đoán cỡ khoảng 45m² ấy nhở? Đẹp, rộng. Anh cũng nghĩ thế. Đấy, có một chiếc giường hình tròn nhìn thẳng xuống khu vực hồ bơi. Đấy, ở phía đối diện của chiếc giường thì chúng ta có nguyên một vách kính rất là lớn. Vách kính này thì mọi người sẽ thấy là hơi tối màu. Mình nghĩ là gia chủ có sử dụng cái phim cách nhiệt ấy để dán vào bảo vệ những không gian ở bên trong này. Bởi vì chắc là như Hòa cũng biết rồi, nhà này thì sử dụng rất nhiều kính. Cho nên là vào mùa hè thì anh nghĩ là cái nhiệt độ ở trong nhà nó sẽ tương đối là cao. Nó hấp hơi hơn ở bên ngoài đúng không ạ? Do vậy là thay vì cái việc là chúng ta dùng rèm này thì mình dùng thêm cả phim cách nhiệt này, mình nghĩ cũng là một phương án rất là hay. Phòng ngủ master này thì có thiết kế không có vách ngăn tách biệt giữa giường ngủ và bồn tắm. Các bạn có thể thấy là chúng ta thức dậy một cái bước 1 đến 2, 3 bước chân thôi là chúng ta đến với khu vực bồn tắm ở đây rồi. Đó, và phía bên này là khu vực bồn rửa mặt này, có gương lớn và là gương điện nữa. Xích sang khu vực phía bên này thì Hòa thấy là có khu vực bồn tắm đứng và bồn cầu được tách biệt và có kính lớn như thế này, rất là kín. Việc mà chúng ta có thiết kế kín như thế này rất là hợp lý, bởi vì là đây là thiết kế không có vách ngăn rồi. Nó vừa ngăn mùi mà cũng vừa ngăn nước ra phía bên ngoài nữa. Để xem bồn cầu như thế nào. Bồn cầu hình quả trứng mọi người ạ, lần đầu tiên Hòa thấy khá là đặc biệt. Còn ở phía bên này thì chúng ta sẽ thấy đây là khu vực phòng thay đồ. Phòng thay đồ cũng khá rộng, cũng không có vách ngăn. Đấy, tức là gì? Tức là đứng ở bất cứ đâu ở trong cái căn phòng này có thể dễ dàng di chuyển sang mà không phải mở cửa. Phòng thay đồ thì có cả một cái đảo ở đây. Đấy, để phụ kiện này cũng rất là rộng rãi. Trong này thì tủ sẽ được thiết kế theo kiểu là kính đen mờ. Đấy, rất là lịch sự mà chúng ta cũng dễ lựa đồ hơn. Rồi, ở bên này thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ nữa. Đó. Phòng này thì cho trẻ con nhỉ? Cho trẻ con. Cho trẻ con. Nhìn là biết ngay rồi, họa tiết của giường là biết ngay rồi. Đây là phòng ngủ dành cho con của gia chủ. Ở phía bên này chúng ta sẽ có tủ để quần áo này. Đi sâu vào trong này thì vẫn là thiết kế chung của cả công trình rồi. Rất là nhiều kính đúng không ạ?
Và đúng thật là ở đây người ta dùng phim cách nhiệt ấy, cho nên là mình thấy là dán vào xong cái nhiệt độ ở trong phòng nó cũng được giảm tải hơn rất nhiều so với cả nhiệt độ thật ở bên ngoài. Đây có một chiếc ghế lười nhá. Ghế lười ở đây là hợp lý rồi, bởi vì khi mà chúng ta phóng tầm mắt ra bên ngoài thì chúng ta sẽ ngắm hồ cá koi ngay ở phía bên dưới. Đấy. Ở phía trước nhà là có ngay hồ cá koi mà nãy hình như là chưa kịp giới thiệu tới mọi người đúng không? Đúng rồi. Nãy là anh em mình đứng ở phần sân vườn giới thiệu phần đầu chương trình. Đấy, và có một cái hay là mặc dù là phòng ngủ master hay là phòng ngủ bình thường thì cái phòng tắm ở trong ngôi nhà này người ta thiết kế là không có vách ngăn, tức là cứ thế đi thẳng mà thôi. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ có gương này, chúng ta sẽ có bồn rửa mặt này, gương để ở bên này, đấy nhầm. Hơi bất tiện một chút nhở, tức là gì? Tức là mình sẽ không vừa đánh răng vừa soi gương được, mà nếu như muốn soi gương thì sẽ phải quay sang phía bên này. Đó, nhưng mà không sao cả, bởi vì nó là thiết kế chung của cả căn nhà rồi, đúng không ạ? Nhưng nếu như mà mình đổi cái bồn rửa mặt sang phía bên này thì sao nhỉ? Đúng không? Nhưng mà em thì em lại thích vừa rửa mặt vừa ngắm một không gian ở bên ngoài. Vừa ngắm hàng xóm đúng không? Không sao cả, chắc là do sở thích của mỗi người thôi. Ở phía trong này thì chúng ta sẽ có một thiết kế tương tự như phòng tắm ban nãy Hòa giới thiệu tới mọi người. Đấy, chính vì là nó không có vách ngăn cho nên là cái việc làm kính tràn lên tận trần như thế kia là hợp lý thôi. Để nó ngăn mùi với cả ngăn những cái tia nước mà bắn ra ngoài trong quá trình sử dụng. Và quan trọng là cái phần vách này nước nó không bị chảy ra ngoài. Đúng, em phát hiện ra rất là tinh ý luôn đấy. Tức là cái phần vách của phòng tắm và cái bàn cầu bên này là nó âm hẳn xuống sàn như thế này. Nó cỡ chừng 2 đốt ngón tay thì nước sẽ không thể nào mà trào ngược ra bên ngoài được. Đấy, thiết kế cũng rất là thông minh đúng không? Đây có một cái phòng rất đặc biệt ở trong này mà phải giới thiệu ngay tới mọi người. Đây chính là phòng làm việc của anh chủ nhà. Đấy, phòng làm việc view ra hồ bơi, view ra cả cái ao ở phía trước mặt luôn. Đấy, ở trong này thì nó gọn gàng, nó nhìn thôi là chúng ta đã thấy là bán hàng online rồi đúng không ạ? Nó đẹp. Chắc là anh chị này là làm gọi là bán hàng ở trên mạng. Đấy, thì có cả phòng giới thiệu sản phẩm luôn này. Đấy, thì xong rồi có phòng vệ sinh khép kín ở trong này luôn, đầy đủ không thiếu thứ gì cả. Tức là gì? Tức là mình tập trung làm việc, không phải chạy đi chạy lại đúng không ạ? Đấy, có nhu cầu vệ sinh thì ở đây có khép kín rồi. Laptop ở ngoài kia. Thế nên là buồng giới thiệu sản phẩm này. Cuối tuần mà mình có về đây ấy, thì mình sẽ không lo vấn đề là về đây rồi không làm việc được. Anh nghĩ là ngôi nhà này là người ta không chỉ về cuối tuần đâu, mà người ta có thể là sinh hoạt hàng ngày ở đây được. Bởi vì nó quá đầy đủ đúng không ạ? Phòng ngủ đẹp, có cả chỗ để mà tập thể dục, bơi lội này, bàn bia này. Rất nhiều chỗ để mà chúng ta có thể gọi là ở đây cả tuần luôn được đúng không? Đầy đủ tất cả những gì mà bạn cần. Đúng rồi. Và đây chính là khu vực cuối cùng mà anh em của tôi muốn giới thiệu tới mọi người trong chương trình ngày hôm nay, khu vực hồ cá koi của ngôi nhà này. Và ở xung quanh hồ cá koi thì chúng ta có rất nhiều cái thảm cỏ này và có hẳn cả một chòi nghỉ ở đây nữa. Để làm gì ạ? Để chúng ta có thể ngồi đây thưởng trà rồi ngắm nhìn những chú cá bơi lội tung tăng đấy ở dưới hồ. Thì không biết là sau khi mà tham quan cũng là theo dõi ngôi nhà ngày hôm nay xong thì Hòa thấy sao? Đây chính xác là ngôi nhà mà em thầm ao ước. Bởi vì sao? Chúng ta chỉ mất khoảng gần 1 tiếng để di chuyển đến Ba Vì thôi. Chúng ta có một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi như thế này này. Và có thêm một cái không gian, một cái không khí vô cùng trong lành để cuối tuần về đây nghỉ dưỡng nữa. Và quý vị khán giả của nhà F thì cảm nhận như thế nào? Hãy để lại comment ngay phía bên dưới nhé. Còn nếu như chưa thì chúng ta có thể đăng ký kênh và để lại đóng góp ý kiến ở những video sau. Và thời lượng của chương trình nhà F đến đây là có hạn đúng không ạ? Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trong rất rất nhiều chương trình sắp tới. Và trong thời gian chờ đợi thì nhớ đăng ký, subscribe để ủng hộ tình cảm anh em của tôi nhé. Và nếu như mọi người mà có những công trình đẹp muốn lên sóng nhà F hoặc là muốn nhà F tư vấn thiết kế thì cũng đừng ngại ngần. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được những sự tư vấn cũng như là hỗ trợ nhiệt tình nhất có thể nhé. Còn bây giờ thì xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.